Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 23-24 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 24 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ sau khi đến Bách Hoa Cung gặp Tô Kiều Kiều, Diệp Phúc cẩn thận đánh giá Tô Kiều Kiều, chỉ thấy khí tức của nàng lộ ra bên ngoài, quanh thân tràn ngập sương mù, khí chất càng thêm mờ ảo hơn so với trước kia. Dường như bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể ngự phong mà đi, trong lòng hơi hơi tò mò mà nói: "Kiều Kiều, ngươi đã tu luyện tới tiên thiên, vì sao không thăng lên thành vũ sĩ đi?" Cung chủ nói, nếu tu luyện tới tiên thiên bá thể, nguyên thần của ta sẽ trực tiếp kết nối tới một tầng cao nhất của thiên đạo, đạt được thập địa A tỷ vô lượng huyền hoàng lâu. Bởi vậy ta mới không kết nối với thiên đạo trước. Tô Kiều Kiều cười nói. Diệp Húc không khỏi im lặng, không biết nói gì. Xem ra Bách Hoa Cung chủ muốn bồi dưỡng Tô Kiều Kiều thành một ma đạo cự phách rồi. Tu luyện tới tiên thiên bá thể cũng không phải dễ dàng gì cả. Tuy nhiên đối với người mà nói hẳn là cũng không khó khăn gì đâu. Lúc trước ta cũng dễ dàng bước vào cảnh giới tiên thiên bá thể mà. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, nói cũng không to lắm, nhưng Lương Vương nghe thấy trong tai, trong lòng như có sóng lớn, thầm nhủ: "Thập địa A tỷ vô lượng huyền hoàng lâu sao? Ta không có nghe nhầm đấy chứ?" Đột nhiên một thanh âm lỗ mãng chuyển tới, cười nói: "Ồ, Bách Hoa Cung khi nào thì lại có nam đệ tử vậy? Hay là Bách Hoa Cung cũng là một nơi đen tối, còn bao dưỡng một tiểu tình nhân sao?" Diệp Phúc nhìn lại, theo tiếng nói, chỉ thấy một người trẻ tuổi sắc mặt nhợt nhạt, không biết từ lúc nào đã tới đỉnh Liên Hoa Sơn. Bên cạnh có một hương sa bảo liễn, hai thanh điều kéo xe, phía sau còn có 4-5 lão bộc đi theo, khí thế kinh người, không ngờ đều là vũ sĩ đã luyện ra chân nguyên. "Ngươi là ai?" Diệp Phúc có chút không hài lòng nói. "Lớn mật." Một lão bộc mãnh liệt quát một tiếng cả giận. "Ngươi có thân phận gì cũng dám nói chuyện với thiếu chủ nhà ta sao?" "Sao? Ta và gia chủ nhà ngươi đang nói chuyện, khi nào tới lượt lão cẩu nhà ngươi lắm miệng đây?" Diệp Phúc hừ lại một tiếng, trong lòng động sát khí. Mấy người này thật sự là quá ương ngạnh, trong Bách Hoa Cung mà dám nói năng lỗ mãng, thậm chí ngay cả một nô tài cũng ngạo khí lăng nhân. Lão mộc kia giận dữ, khí thế đột nhiên kéo lên, đi nhanh tới Diệp Phúc, cười lạnh mà nói: "Mặc kệ ngươi là ai, dám nói với lão phu như vậy là tử tội, đối với thiếu gia nhà ta bất kính, tội lớn hơn một tầng." Người trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày, hạ giọng nói: "Thiên Nô, đây là địa bàn của Bách Hoa Cung, không cần làm càn, hơi chút giáo huấn hắn là được rồi." Lão bộc kia vội vàng không người nói: "Thiếu chủ nhân từ." Sau đó lập tức đi tới Diệp Phúc, cười lạnh lên tiếng: "Người nếu có thể tiếp được một trường của ta, lão phu liền không truy cứu sai lầm của ngươi, thả ngươi một con đường sống." Quanh thân hắn chân nguyên cuồn cuộn giống như sóng lớn, hiển nhiên tính toán muốn một trường đập chết Diệp Phúc. "Hoặc là hiện giờ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, lão phu có thể tha cho ngươi một lần." Diệp Phúc lắc đầu cười khẽ: "Ta không đi gây chuyện người khác, không ngờ người khác lại ngu ngốc tới chọc giận ta. Chết đến nơi rồi còn chấp mê bất ngộ." Lão mộc kia hét lớn một tiếng giận dữ, một chưởng chụp tới Diệp Phúc, chân nguyên ngưng tụ ở lòng bàn tay, khí thế như hồng. Hắn là vũ sĩ tam chân cảnh, mà Diệp Phúc chỉ là tam nguyên cảnh cố nguyên kỳ, bởi vậy không tính toán là dùng toàn lực, thậm chí ngay cả vũ pháp cũng không có dùng, tính toán một chưởng đập chết Diệp Phúc. Tất cả ở đây chênh lệch cả về cảnh giới, tu vi cũng chênh lệch, làm cho lão bộc rất tự tin, một trường của mình tuyệt đối có thể chụp Diệp Phúc thành thịt vụn. Diệp Phúc trong lòng cười lạnh, nghênh diện mà tới, bàn tay to khô gầy không thèm né tránh đánh thẳng một quyền. Quyền trường gặp nhau, lão bộc sắc mặt kịch biến, chỉ thấy trong lòng bàn tay chuyển tới một cỗ sức mạnh to lớn. Tăng một tiếng, cơ nhục trên cánh tay của hắn bị vặn vẹo xé rách, một sợi gân bị lực lượng của Diệp Phúc đánh nát, đâm thẳng ra ngoài da.
xương cốt của hắn cũng bị Diệp Phúc chấn vỡ, cả người bay ra ngoài cả trăm mét, từ trên vách núi rơi xuống, không rõ sống chết. Ngươi còn kém Hùng Vi một bậc, còn dám đấu nắm tay với ta, chính là muốn chết mà. Diệp Phúc thu hồi nắm tay, nhìn người trẻ tuổi rồi mỉm cười nói: hiện giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai được rồi. Người trẻ tuổi nao nao, thần thái như trước ngạo mạn vô cùng. Mấy nô bộc phía sau nhìn hắn, lập tức mở miệng gầm lên, bao vây quanh Diệp Phúc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Người trẻ tuổi xua tay, ngăn lại vài tên lãm bộc, nhìn về phía Diệp Phúc, ánh mắt tràn đầy khen ngợi, mỉm cười mà nói: thủ đoạn của ngươi không tồi, thật không ngờ có thể đánh bại được một nô tài của ta. Như vậy đi, chỉ cần ngươi làm nô tài cho ta, ta liền tha thứ không trị tội ngươi. Dứt lời, hắn không nói nữa, trong mắt lộ ra thần sắc, nhìn từ trên cao xuống, dường như đang chờ Diệp Phúc quỳ xuống nguyện trung thành với hắn vậy. Diệp Phúc thân hình hơi động, giống như giao long xuất uyên, ngay sau đó hiện tới trước mặt người trẻ tuổi, một quyền hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Người trẻ tuổi kêu lên một tiếng thảm thiết, cũng theo chân lão mục trước bị Diệp Phúc đánh bay đi, rơi từ trên đỉnh núi Liên Hoa, rơi thẳng xuống. Cái cảm giác ưu việt hơn người, ngươi không nên có. Diệp Phúc vỗ tay, lắc lắc đầu cười nói: không biết người luôn có cảm giác mình ưu việt hơn người khác này thì chết như thế nào đấy. Khốn kiếp mà, ngay cả thiếu chủ cũng dám đánh sao? Mấy tên lão bộc còn lại lập tức vây quanh lấy Diệp Phúc, đằng đằng sát khí, chân nguyên nối lên thành một mảnh, phẫn nộ mà quát: giết hắn! Dừng tay! Trong bách khoa cung đột nhiên bay ra một con chân lớn màu xanh, hoành thân ngăn ở giữa bọn họ, cuộn tròn lại một đoàn. Chân lớn này phát ra yêu khí nồng nặc, yêu khí giống như một cái vòng màu đen, so với mấy lão bộc tam chân cảnh chân nguyên kỳ còn muốn khủng bố hơn. Rõ ràng đây là một đầu đại yêu đạt tới hạo nguyệt kỳ. Một phụ nữ trung niên đứng trên đỉnh đầu chân lớn lạnh lùng mà nói: chư vị đều là khách quý của bách khoa cung chúng ta, tuy nhiên nếu dám ở bách khoa cung ra ngoài thì đừng trách ta đắc tội. Mấy lão bộc liếc mắt nhìn nhau, tự kiềm chế lại khí tức, vội vàng xuống núi đi tìm thiếu chủ. Phụ nữ trung niên kia cười lạnh một tiếng, chỉ thấy chân lớn màu xanh này càng lúc càng nhỏ đi, biến thành một con rắn nhỏ chui vào trong tay áo của nàng, biến mất không thấy. Tô Kiều Kiều tiến lên tới trước, giữ chặt lấy tay áo của phụ nhân rồi cười nói: lệ gì, người thật uy phong. Phụ nhân trung niên kia đối với nàng hiển nhiên cực kỳ yêu thương, cười nói: chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới này, khẳng định còn muốn uy phong hơn ta mấy trăm lần kìa. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, dựng thẳng ngón tay nhỏ giọng mà nói: Diệp đà chủ, đáng đánh lắm. Cái tên thiếu chủ huyết thần bảo này miệng không sạch sẽ, ngay cả lão nương ta cũng muốn đánh hắn một trận rồi. Lệ gì này, tính tình cũng rất nóng tính à. Diệp Húc cười nói: lệ gì, huyết thần bảo là thế lực địa phương nào vậy, tại sao lại tới Thanh Châu chúng ta đây? Trung niên phụ nhân kia cười nói: huyết thần bảo là một ma đạo môn phái ở Lai Châu, vu hồn giới mã đạp hồ sắp mở ra, cung chủ mời bọn họ tới đây thương lượng. Diệp đại chủ à, ngươi phải cẩn thận một chút, huyết thần bảo thiếu chủ La Tu tuy là rắc rối, tuy nhiên cha hắn là La Ẩn lại không hề đơn giản chút nào đâu, ngay cả cung chủ cũng kinh kỵ với hắn ba phần, rất là cao. Diệp Phúc buồn bực không ngừng, không hiểu sao tự nhiên lại đắc tội với một cái cường địch như vậy. Có thể trưởng quản một ma đạo môn phái, mặc dù không bằng Bách Khoa Cung, nhưng chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. Tuy nhiên, nếu cho hắn cơ hội làm lại, hắn cũng là một quyền nện trên mặt Tu La kia. Nhìn về mặt tràn đầy cảm giác ưu việt của hắn, Diệp Phúc thực sự là muốn đánh vô cùng. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới từng tiếng nhạc, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 vị thiếu nữ thanh xuân đang lăng không mà tới. Những thiếu nữ này mỗi người mỹ mạo nghiêng thành, so với nữ đệ tử Bách Khoa Cung thì không kém chút nào. Hơn nữa các nàng chân nguyên ngưng kết ở sau người hình thành cánh trắng như tuyết, giống như tiên nhân, rất có ý cảnh, xinh đẹp kinh người. Ồ, người của La Sát Môn cũng tới rồi sao? Lương Vương hai mắt tỏa sáng, hắn cười nói: Diệp lão đệ, La Sát Môn cùng Bách Khoa Cung nổi danh, là một môn phái ở Đằng Châu, cũng đều là nữ đệ tử. Trong phút chốc số lượng người tới rất nhiều, có người khống chế lâu thuyền, có người cưỡi dị thú, có người lăng không mà tới, tất cả đều rơi xuống đỉnh núi Liên Hoa. Những người này đều là những ma đạo môn phái chung quanh Mã Đạp Hồ. Mã Đạp Hồ vu hồn giới sắp mở ra, bọn họ đến đây chính là vì việc này. Tất cả đều là cao thủ, thậm chí trong đó có vị đã tu luyện tới tam đoan cảnh, đại nhân vật cũng tự mình tham dự. Lương Vương nhỏ giọng nói với Nhiệt Phúc: Bá Châu Thất Sát Cung, Đằng Châu La Sát Môn, Ký Châu Quỷ Vương Tông, Lai Châu Huyết Thần Bảo, Thanh Châu Bách Khoa Cung, hơn nữa còn có Lĩnh Nam Ngũ Độc Giáo của Diệp sư đệ. Hiện giờ Liên Hoa Sơn tụ tập ước chừng lục đại môn phái, hôm nay vu hồn giới chỉ sợ rất náo nhiệt rồi.
Diệp Phúc cười khổ, người khác kết thành quần thành đội, xuất lĩnh đại đội nhân mã, khí thế như rồng, mà chính mình cũng chỉ là một tiểu binh. Ngũ độc giáo sao? Người nào là ngũ độc giáo vậy? Đột nhiên có người nghe thấy tiếng của Lương Vương, tức giận quát lên một tiếng: Quỷ Vương Tông Nghiêm Tam Sơn ở đây, ngũ độc giáo cút ra đây cho lão tử! Diệp Phúc đầu lớn như cái đấu, ngũ độc giáo cùng Quỷ Vương Tông đang khai chiến với nhau. Giáo chủ hiện giờ thậm chí xuất lĩnh nhiều cao thủ trong giáo tới Quỷ Vương Tông tuyên bố đập bãi. Hiện giờ cao thủ Quỷ Vương Tông cũng đi tới Bách Khoa Cung, chỉ sợ khó tránh khỏi xung đột. Diệp Phúc và Lương Vương đi vào trong Bách Khoa Cung, chỉ thấy 24 viên Đông Hải Giao Nhân Châu lơ lửng trên một cái trụ đồng thật lớn. Giao nhân làm đèn lồng phụ giúp một viên Dạ Minh Châu cực lớn bay trên không trung, làm cho cả tòa cung điện tọa lạc trên Liên Hoa Sơn giống như ảo như thực vậy, mê ly diễm lệ vô cùng. Gia chủ của Thanh Châu Bát Đại Thế Gia đã ngồi xuống, tuy nhiên đều ngồi ở chiếu dưới, về phần chiếu trên là lưu lại cho mấy môn phái vừa tới. So sánh với những đại môn phái ma đạo, gia chủ Bát Đại Thế Gia này còn chưa với lên được. Diệp đà chủ, Lương Vương mời ngồi. Một thiếu nữ dẫn bọn họ đi tới chiếu trên, mời hai người ngồi xuống rồi cười nói: Thất Sát Cung, La Sát Môn và sứ giả của các môn phái khác cũng đi thẳng vào trong cung tự ngồi xuống. Quỷ Vương Tông Nghiêm Tam Sơn nhìn khắp nơi, hiển nhiên là tìm sứ giả của ngũ độc giáo. Rút cuộc ánh mắt của hắn dừng lại trên người Diệp Phúc, cười lành lạnh, lập tức ngồi xuống thầm nhủ: Quỷ Vương Tông ta lần này bị ngũ độc giáo đánh giết tới tận cửa, thể diện mất sạch rồi. Nghe nói là do tiểu tử này làm, thậm chí ngay cả Mao sư đệ cũng chết trong tay của hắn. Nói chuyện không bằng bạo lực, đợi khi Bách Khoa Cung chủ nói xong chương trình vô hồn giới, nửa đường giết chết tiểu tử này, như vậy là xong chuyện. Huyết Thần Bảo thiếu chủ La Tu không chết, bị một quyền của Diệp Phúc đánh cho mặt mũi bầm dập, mồm miệng toác ra, cũng ngồi xuống gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phúc. Một làn gió thơm kéo tới, mấy vị thiếu nữ của La Sát Môn chân thành ngồi xuống bên người Diệp Phúc. Thiếu nữ cầm đầu che mặt bằng khăn lụa trắng, cười khanh khách rồi nói: Tiểu huynh đệ, kẻ thù của ngươi cũng không ít đâu, thật nhiều người đối với ngươi như hổ rình mồi vậy, hận không thể ăn thịt ngươi kìa. Thiếu nữ này tuy rằng bịt khăn che mặt làm cho người ta không nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng quần áo mặc trên người của nàng lại cực nhỏ, giống như lụa mỏng vậy, trước ngực tuyết trắng một mảnh, mương máng trắng mịn như bột, thân thể như ẩn như hiện, rất là mê người. Diệp Phúc cười nói: Không nghĩ tới là đánh qua vài con chó, kết quả họa dính lên người, tiểu đệ cũng không còn cách nào khác cả. Bách Khoa Cung chủ đi tới, ngồi trên vị trí chủ vị, nàng cười nói: Lần này triệu tập chư vị tới đây bởi vì chuyện của Mã Đạp Hồ Vu Hồn Giới, hiện giờ đã là thời điểm rồi. Năm nay khác với lần trước, Thanh Châu ta nhiều ra thêm một phương thiết lực là ngũ độc giáo, cũng phải phân ra danh ngạch cấp cho ngũ độc giáo thôi. La Tu cười lạnh nói: Cung chủ, ngũ độc giáo mới đi vào Thanh Châu mở ra phân đà, có tài đức gì mà lấy đi danh ngạch trên tay của chúng ta đấy? Thất Sát Cung sứ giả sắc mặt không tốt nói: Lúc trước khi Vu Hồn Giới xuất hiện, năm phái chúng ta đều tự mình xuất động, đều ra tay tranh đoạt, kết quả ai cũng không chiếm được tiện nghi, bởi vậy ngũ phái mới lập ra quy củ như vậy. Mã Đập Hồ Vu Hồn Giới 3 năm mở ra một lần, năm phái đều có 30 danh đệ tử đi vào trong Vu Hồn Giới tìm kiếm bảo vật, tông chủ năm phái chúng ta liên kết với cung chủ mới có thể mở ra Vu Hồn Giới được, khiến nhiều nhất chỉ có thể. Thất Sát Cung sứ giả sắc mặt không tốt mà nói: Lúc trước khi Vu Hồn Giới xuất hiện, năm phái chúng ta đều tự mình xuất động, đều tự mình ra tay mà tranh đoạt, kết quả ai cũng không chiếm được tiện nghi gì cả, bởi vậy ngũ phái chúng ta mới lập ra quy củ như vậy. Mã Đập Vu Hồ Hồn Giới 3 năm mở ra một lần, năm phái đều có 30 danh đệ tử đi vào trong Vu Hồn Giới tìm kiếm bảo vật, tông chủ năm phái chúng ta liên kết với cung chủ mới có thể mở ra Vu Hồn Giới, khiến nhiều nhất chỉ có thể đưa ra 150 người tiến vào trong Vu Hồn Giới mà thôi. Ngũ độc giáo tự nhiên nhúng tay vào phân cho bọn họ danh ngạch, chúng ta sẽ thiếu đi rất nhiều danh ngạch kìa. Đúng vậy, đúng vậy, ngũ độc giáo ở xa tận Linh Nam muốn tới Thanh Châu chúng ta chia sẻ Vu Hồn Giới, nào có chuyện tốt như vậy đâu. Mọi người đều mở miệng dương thương múa kiếm, đúng là chỉ trích ngũ độc giáo ngang ngược. Trường hợp này những thế lực ở Thanh Châu căn bản không thể lên tiếng, thậm chí ngay cả Lương Vương cũng không có quyền nói vào, không thể cãi cọ thay cho Diệp Phúc được. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, căn cơ hắn dù sao cũng còn thấp, còn không thể phục chúng. Trong Vu Hồn Giới, đệ tử các phái tranh đấu chém giết lẫn nhau, cướp đoạt của cải, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ kinh người. Trong đó có dược tài, tài liệu nguyện khí, kinh thư, đan dược, linh thú, thậm chí là vu bảo do chủ nhân Vu Hồn Giới luyện chế. Vu sĩ có thể lưu lại Vu Hồn Giới, tu vi đều là trời long đất lở, so với ma đạo cự phách như Bách Khoa Cung chủ này đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn tìm kiếm tài liệu luyện chế đan dược hay vu bảo, uy lực sẽ khủng bố như thế nào đây?
cho nên những người này mới có thể đồng thanh phản đối Ngô Độc Giáo thò tay vào. Nghiêm Tam Sơn đột nhiên cười nói: Quỷ Vương Tông ta không phản đối Ngô Độc Giáo thò tay vào chuyện vu hồn giới, tốt nhất Diệp Đại Chủ tự mình tiến vào trong vu hồn giới đi. Đệ tử Quỷ Vương Tông ta rất muốn hứng Diệp Đại Chủ lĩnh giáo một chút vu pháp này. Hắn nhe răng cười ác độc, sát khí lộ ra, thầm nghĩ: ở trong vu hồn giới giết chết tiểu tử này, Ngô Độc Giáo cũng không biết là ai làm. La Tu đột nhiên tỉnh ngộ lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Phúc, cười khinh khách nói: ta huyết thần báo cũng không phản đối. Nếu danh ngạch không đủ, huyết thần báo ta có thể phân ra vài danh ngạch cấp cho Diệp đại chủ. Hắn lâm trận phản chiến khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Hiện giờ ủng hộ Ngũ Độc Giáo tham dự vào vô hồn giới, thêm cả Bách Kho Cung nữa vào thì đã là có ba nhà. Hai nhà khác mặc dù phản đối cũng không còn cách nào cả. Bách Khoa Cung chủ cười nói: như vậy việc này định thế đi. Ngũ Độc Giáo tổng đàn định ở tận lĩnh nam, nếu là tổng đàn tự nhiên có thể chia đều danh ngạch với chúng ta kìa. Tuy nhiên Thanh Châu Vân Môn Sơn cũng chỉ là một phân đàn, chúng ta mỗi phái cấp ra hai danh ngạch, Diệp đa chủ liền có thể phân được 10 cái danh ngạch rồi. Mọi người lướt nhau, Bách Khoa Cung chủ quyết định như vậy cũng không tính là thiên vị Diệp Phúc. Bọn họ mỗi nhà phân ra hai cái danh ngạch cũng không tổn thương gân cốt gì cả, lúc này đều gật đầu. 10 danh ngạch, Diệp lão đệ người phát đạt rồi kìa. Lương Vương lộ ra thần sắc hâm mộ, nhỏ giọng mà nói. Diệp Phúc nhấp nháy mắt cười khổ: tất cả mọi người ở Vân Môn Sơn cộng thêm cả ta nữa mới chỉ có 10 người, hơn nữa trong vu hồn giới có cái gì rốt cuộc có đáng giá để gây chiến hay không đây? Diệp lão đệ, vu hồn giới tương đương với mộ địa của cao nhân cấp đại vu thời thượng cổ, những của cải được mai táng theo bọn họ tùy tiện một kiện đồ vật thôi cũng có thể làm truyền gia chi bảo, là vùng giao tranh của vu gia. Tuy nhiên vu hồn giới tự thành một giới có quy tắc của chính mình, cao thủ tu luyện tới tam chân cảnh không thể đi vào trong đó được, chỉ có vũ sĩ tam nguyên cảnh mới có thể đi vào được thôi. Lương Vương ảo lão thở dài mà nói: lần trước vu hồn giới mở ra, Thanh Châu Bát Đại Thế Gia chỉ có được một danh ngạch, Lương Vương phủ ta thì được hai, chính là do Bách Khoa Cung chủ lấy danh ngạch của chính mình ra phân ra cho 10 người chúng ta. Diệp Phúc trong lòng vừa động, hắn nói: Vân Môn Sơn của ta vừa mới khánh thành, còn nhiều điều khó khăn, thật sự rút người ra không thể được. Những danh ngạch này ta chỉ lưu lại một, mặt khác 9 danh ngạch khác Lương Vương lão ca cùng với vài vị lão ca, vài vị gia chủ phân phối với nhau đi. Lương Vương nghe vậy mừng rỡ, cảm kích vạn phần. Kỳ thực Diệp Phúc cũng không còn cách nào khác cả, Vân Môn Sơn thật sự không kiếm ra được người. Nếu dốc toàn bộ lực lượng, cơ nghiệp bọn họ vừa mới tạo thành, chỉ sợ đảo mắt sẽ bị thay chủ, không bằng đem 9 danh ngạch này đưa cho Lương Vương, khiến hai nhà quan hệ thân thiết hơn một chút. Hơn nữa vu hồn giới là địa phương coi trời bằng vung, các đại phái tranh đấu gay gắt, nơi nào cũng gặp cảnh chém giết lẫn nhau. Vân Môn Sơn phân đà cộng thêm cả Diệp Phúc mới được có 10 người, tổn thất bất kỳ người nào hắn cũng không thể chịu được. Bởi vậy Diệp Phúc quyết định chính mình tự đi thăm dò, sau đó mới quyết định xem lần sau có nên tham dự vào trong đó hay không. Không quá lâu mọi người đều rời khỏi Bách Khoa Cung. Bách Khoa Cung chủ cười nói: chư vị, sau khi trở về báo cho tông chủ các phái, nó là Tâm Lan đã chạy tới Mã Đạp Hồ xin đợi bọn họ đại giá. Dứt lời chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ tay, tỏa liên hoa lớn hơn 10 mẫu kia đột nhiên bay lên trên không trung, hoa sen ngày càng nhỏ hơn, cung điện trong đó thì ở lại đỉnh núi. Hoa sen hóa thành một ngai vàng, Bách Khoa Cung chủ ngồi trên ngai sen màu vàng này. Mười mấy tên đệ tử Bách Khoa Cung đều tới khởi yêu thú của mình nuôi dưỡng, vọt người bay lên đi theo nàng tiến về phía Mã Đạp Hồ. Diệp đà chú, nếu có thời gian không ngại tới Đằng Châu La Sắt Môn làm khách đi. Thiếu nữ che lộ mỏng trên mặt cười nói, lập tức chân nguyên hóa thành hai cánh cùng với đám đệ tử La Sắt Môn cùng nhau bay lên trời cao. Lão đệ, La Sắt Môn mời ngươi đi, hơn phân nữa là có trọng ngươi rồi, tính thu ngươi làm khách phía sau màn rồi. Lương Vương thở dài liên tục mà nói, La Sắt Môn đều là nữ nhân, sở dĩ có thể lập nghiệp ở Đằng Châu được chính bởi vì các nàng tinh thông một môn vũ pháp song tu, thường thường lựa chọn tuổi trẻ tài năng tuấn kiệt cùng nhau song tu, cộng đồng tinh tiến. Bởi vậy khiến cho rất nhiều nhân vật thiên tài hưởng ứng. Tuy rằng La Sắt Môn đều là những nữ tử yếu đuối, nhưng nếu vung tay hô một tiếng thôi, không hề ít vũ sĩ hưởng ứng tập thể, thế lực cực kỳ khổng lồ. Vị tiểu nương tử kia không ngờ lại coi trọng ngươi, chuyện tốt bậc này lão phu còn không có gặp qua kìa. Diệp Phúc thành thành thật thật mà nói, lão ca, tiểu đệ còn trẻ, làm khách phía sau màn của người khác còn chưa nghĩ tới bao giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy Quỷ Vương Tông Nghiêm Tam Sơn và thiếu chủ Huyết Thần Bảo đều tự rời đi. Tuy nhiên mấy lão bộ của thiếu chủ Huyết Thần Bảo còn ở lại trên Liên Hoa Sơn, nhìn hắn cười lạnh không ngừng.
Diệp Phúc hướng xuống chân núi mà đi, và lão bộc kia cũng nhắm mắt theo đuôi, khoảng cách chỉ còn lại 100 mét xa. Diệp Phúc đi tới như thế nào thì bọn họ cũng tới như thế. Lương Vương lão ca, ngươi về trước đi, ta chỉ sợ không thoát thân được một thời gian nữa đâu. Lương Vương cũng nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của hắn, tuy nhiên biết bản lĩnh của Diệp Phúc lúc trước đại náo ở Thanh Châu, ngay cả Lương Vương phủ và Bát Đại Thế Gia cũng không thể nề hà được hắn, lúc này mới cáo từ rời đi. Xem ra ta phải đại khai sát giới rồi. Diệp Phúc lấy ra một viên dị quả, đột nhiên bóng trắng chợt lóe lên, hoa hồ điêu đứng ở trên vai của hắn, hai tròng mắt đen lúng liếng tỏa sáng, móng vuốt nắm ở trước ngực của hắn, điềm điềm mà kêu lên: "Quá, quá." Diệp Phúc lấy ra hơn 10 viên dị quả, đầu điêu như này ánh mắt chuyển động nhanh chóng, nó chạm chạm trên đầu vai của hắn, cái đuôi lay động, kêu lên quả quả không ngừng, cố gắng mà lấy lòng hắn. "Tiểu điêu nhi, nếu ngươi giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, những thứ này đều là của ngươi, cho ngươi ăn no." Diệp Phúc hướng dẫn từng bước nói. Hoa hồ điêu gật đầu, Diệp Phúc khẽ mỉm cười, mang theo đầu dị thú này xuống núi. "Tiểu tử, không cần phải đi nữa rồi, nơi này non xanh nước biếc, đúng là nơi chôn cất của ngươi đấy." Diệp Phúc cưỡi can sải dao vừa mới rời khỏi núi, năm lão già lập tức xông tới, trong đó có một lão bộc suýt nữa bị một quyền của hắn phế bỏ. Hắn cười lạnh nói: "Ngươi đã thương thiếu chủ nhà ta, lại suýt nữa phế bỏ lão phu, chẳng lẽ còn muốn sống trở về hay sao?" Một lão già khác cười lạnh nói: "Ngươi thật sự tránh ở trong Bách Khoa Cung không ra ngoài, làm dù đen rút đầu, ít nhất cũng không phải chịu chết kìa." Diệp Phúc thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chư vị, ta là đà chủ Ngũ Độc Giáo, các ngươi giết ta, chẳng lẽ không sợ Ngũ Độc Giáo trả thù hay sao?" "Trả thù sao? Một lão già cười lên ha hả, điểm như nói: "Người khác sợ Ngũ Độc Giáo các ngươi, nhưng Huyết Thần Bảo chúng ta lại không sợ. Cho dù là giáo chủ của các ngươi Lệ Thượng Dương thấy bảo chủ của chúng ta cũng phải ăn nói khép nép. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi sau khi chết đi, Lệ Thượng Dương sẽ xuất đầu cho ngươi không đấy." "Hóa ra giáo chủ của chúng ta tên là Lệ Thượng Dương." Vài lão nhân kia đột nhiên im lặng. Diệp Phúc tên là đà chủ Vân Môn Sơn, không ngờ không biết tên giáo chủ, thật có thể nói là ngớ ngẩn. Diệp Phúc mỉm cười nói: "Các vị, ta nếu muốn chạy, các ngươi căn bản không làm gì được ta. Nói thử làm cái gì, can thể giao, chúng ta đi thôi." Giao long mã dưới chân của hắn hí lên một tiếng, nhảy dựng lên, chạy ra khỏi vòng vây của năm lão giả mà chạy như điên. "Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu." Năm lão giả giận tím mặt, đều thả người dựng lên, ngự phong mà đi, đuổi theo Diệp Phúc. Trong đó một lão giả tu vi thâm hậu nhất đi tới trước mặt một bước, xa xa đánh một chưởng ra, lập tức từ trong lòng bàn tay của lão lao ra năm bóng người màu đỏ rực, quỷ khí dày đặc, lệ khiếu liên tục bay nhanh đánh tới Diệp Phúc. Đúng là tuyệt học của Huyết Thần Bảo, Huyết Thần Kinh. Bảo chủ Huyết Thần Bảo La Ẩn chính là nhân vật kỳ tài, hắn giống như cung chủ Bách Khoa Cung thu hoạch được ngọc lâu tên là Linh Hóa Phạm Thụ Thất Tinh Lâu, cũng là Thất Tinh Ngọc Lâu. Trong ngọc lâu có kinh văn là Tản Tiên Cấm Pháp Huyết Thần Kinh, là vô pháp pháp môn cao thâm. Loại vô pháp này thi triển ra, nguyên khí hóa thành huyết ảnh, bổ nhào vào trên người của vu sĩ, liền mang đi máu huyết của vu sĩ, bổ dưỡng tự thân, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Nó càng tốt hơn so với huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần sử dụng. Cao thủ tu luyện Huyết Thần Kinh giết người càng nhiều, tu vi lại càng cao. La Ẩn dựa vào môn cấm pháp ác độc này mà khai sáng ra Huyết Thần Bảo, hùng bá một phương. Cho dù là Bách Khoa Cung chủ đạt tới cảnh giới tu vi vô cùng cao, cũng không dễ dàng gì mà trêu chọc vào hắn. Năm đạo huyết ảnh kia bổ nhào về phía sau Diệp Phúc một cách nhanh chóng, mắt thấy sắp sửa bổ nhào vào trên người của hắn, đột nhiên một đạo kim quang từ xa xa bắn tới, dừng ở trên đỉnh đầu của Diệp Phúc. Đây là trong lúc nguy cấp hắn triệu hồi ra ngọc lâu của mình. Chỉ thấy ngọc lâu của hắn lúc này đã biến thành màu vàng óng ánh, trở thành nhị tầng Thiện Thiện Vô Lượng Huyền Hoàng Lâu. Ngọc lâu chấn động rất nhỏ, phát ra một tiếng nổ, quầng sáng màu vàng óng rơi xuống bao phủ quanh thân của hắn. Huyết ảnh đánh tới, đánh lên trên cái lồng nguyên khí, chỉ thấy lồng nguyên khí chấn động như sóng gợn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Diệp Phúc cũng bị chấn động tới nguyên khí bốc lên. Loại vô pháp này lực công kích không mạnh, nhưng thắng ở ác độc, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Hoa hồ điêu lên! Nguyên thần và nguyên khí của Diệp Phúc đều dũng mãnh lao vào trong cơ thể của hoa hồ điêu, lập tức tế khởi nó. Bách Khoa Cung Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh có ghi lại pháp môn tế luyện yêu thú. Diệp Phúc cũng không có học được bộ chân kinh này, hắn sử dụng chính là nguyên thần ký thác thuật do Diệp Phan truyền lại. Cho dù không có Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh, thế nhưng cũng đủ để tế khởi hoa hồ điêu. Chỉ thấy đầu dị thú này bắn lên không trung, trên không trung tự phi hành,
giống như một con cá lớn, trong khoảnh khắc hiện ra trước người lão giả kia. Một con yêu thú nhỏ nhỏ cũng không biết xấu hổ mà lấy ra bêu xấu hay sao? Lão giả cười lạnh, tế khởi ngọc lâu của mình, hạ xuống cái lồng nguyên khí bảo vệ thân thể, tiếp tục cầm huyết thần kinh đánh sát tới Diệp Húc, bỏ qua hoa hồ điêu. Đột nhiên hình thể của hoa hồ điêu giống như được thổi phồng lên vậy, càng lúc càng lớn, thân như bạch tượng, ở trên không trung mở ra cái miệng rộng của mình, răng rắc một tiếng vang lên, nó nuốt trọn cả lão già kia lẫn ngọc lâu vào trong bụng. Lão chưa từng nghĩ tới đầu yêu thú nhìn như ngoan ngoãn này lại hung mãnh tới như vậy, chỉ một chiêu liền mất mạng. Diệp Phúc xử lý xong một cường địch, lập tức tức khởi hoa hồ điêu đánh tới một lão già khác. Lão già kia gầm lên, đột nhiên một thanh loan đao bay ra từ trong ngọc lâu trên đỉnh đầu, quay tròn chém thẳng xuống hoa hồ điêu. Lão nhìn ra dị thú này vô cùng hung mãnh, quyết định tế khởi vũ binh giết nhanh, ý đồ chém hoa hồ điêu ra làm hai. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, thu hồi lại hoa hồ điêu. Con điêu nhi trắng này như tuyết lập tức thu nhỏ lại hình thể, đứng trên đầu vai của hắn. Loan đao chém xuống đầu hắn, cách một tiếng bổ thẳng vào cái lồng nguyên khí đánh lên trên người Diệp Phúc, làm cho hắn rơi từ trên lưng tan chảy ra xuống. Chết cho ta! Lão giả kia giống to một tiếng, hướng tới Diệp Phúc mà đánh. Loan đao của hắn từ trong ngọc lâu bay ra, ước chừng có tới 24 kiện vũ binh, gắn bó thành một trận thế, giết gào đuổi theo Diệp Phúc. Lúc này Diệp Phúc còn chưa rơi xuống đất, liền bị 24 kiện vũ binh tạo thành đao trận bao phủ bên trong, nguy ở sớm tối. Hắn không chút kích động, đột nhiên hít ra một hơi, ngọc lâu thẳng lên trên không, hướng tới lão giả kia mà chụp xuống. Lão giả đối với chuyện ngọc lâu bay tới đỉnh đầu thì bỏ mặc, cười lạnh liên tục, tiếp tục thúc giục đao trận, tính toán chém Diệp Phúc thành thịt vụn trước. Xoẹt vù! Từ trong ngọc lâu của Diệp Phúc đột nhiên rớt xuống một cái đầu hắc hùng, nện thẳng lên trên đầu lão giả, làm cho lão giả này không khỏi đập người xuống đất. Cái gì vậy? Hùng Bi đang xử lý dược điền liền bị đẩy ra khỏi ngọc lâu, chỉ thấy mông mình đè vào một lão nhân tóc trắng xóa, không hiểu sao kinh ngạc mở miệng mà nói: "Này lão già, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ba lão già ở đằng sau không nói câu nào, đều tới khởi vũ binh phô thiên cái địa đánh tới đầu hắc hùng. Hùng Bi kinh hãi thất sắc, vội vàng nhấc mông của lão già kia mà đón nhận vũ binh đang công kích tới. Lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị vũ binh của đồng bạn tế khởi ra đánh thành thịt vụn. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Hùng Bi tỉnh tỉnh mê mê, vẻ mặt buồn bực, đột nhiên một cỗ nguyên khí hùng hậu vọt tới, vắt vào thân thể của hắn. Một nguyên thần xa lạ đột nhiên giáng lâm vào trong óc của hắn, tế khởi đầu hắc hùng nhức đầu này. Nó lập tức gào thét đuổi theo ba lão giả mà nghênh đón. Đây cũng là do nguyên thần của Diệp Phúc giáng lâm vào trong tử phủ của hắn, cưỡng ép tế khởi đầu Hùng Bi này trở thành vũ bảo ném tới ba lão giả kia. Hóa ra là tiểu tử thối nhà ngươi, Hùng lão gia sẽ không để ngươi yên đâu. Hùng Bi kêu lên oa, chỉ thấy một lão giả vọt tới trước mặt, bộ mặt dữ tợn khủng bố, vội vàng huy động bàn tay lớn của mình đánh thẳng tới lão giả. Lão giả kia bị hắn tát một phát, cái đầu xoay tròn lại hai vòng, gần như phát cổ xuống, thậm chí ngay cả ngọc lâu cũng bị chụp vỡ. Hùng Bi tâm thần chấn động, bước nguyên thần của Diệp Phúc ra khỏi tử phủ. Hai lão giả còn lại miệng phát ra tiếng giống giận, đều sử dụng vũ pháp sở trường của huyết thần bảo là huyết thần kinh. Chỉ thấy hơn 10 đạo huyết ảnh rít gào đánh tới hắn. Lúc này đao trận bên người Diệp Phúc đã không còn nữa, nguy cơ cũng được giải trừ. Hắn tế khởi ngọc lâu thu đầu hắc hùng vào bên trong, hơn 10 đạo huyết ảnh đánh lên trên ngọc lâu rung động thình thịch. Hùng Bi đặt mông ngồi trong dược điền vẫn buồn bực như trước, lẩm bẩm mà nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Phúc trong nháy mắt giải quyết liền ba đối thủ tam chân cảnh chân nguyên kỳ, lập tức tế khởi can giải dao hướng tới hai lão giả còn lại nghênh đón. Cùng lúc đấy, hắn phân tâm nhị dụng, đồng thời tế khởi hoa hồ điêu đi sau lưng can giải dao. Bất kể là can giải dao hay là hoa hồ điêu đều là dị chủng yêu thú cực độ dũng mãnh, sau khi bị hắn tế khởi lại càng hung ác. Can giải dao xông lên phía trước, hai lão giả còn lại đều tự mình xuất huyết thần kinh, 10 đạo huyết ảnh bay tới nhào vào trên người của can giải dao, bị dao long khí của nó làm cho tán loạn. Loại vô pháp huyết thần kinh này tuy mạnh, nhưng đối với huyết mạch của dao long như can giải dao lập tức trở nên bất lực. Dao long mã này đảo qua cái đuôi của mình, liền đánh nát cái lồng nguyên khí của lão, rồi lập tức hung mãnh vồ tới cắn xé nửa người của lão. Lúc này chỉ còn lại lão già lúc trước bị Diệp Phúc đánh vỡ hết răng miệng. Lão thấy dị trạng như vậy, không khỏi kinh hãi muốn chết, làm sao còn muốn tiếp tục giết tới Diệp Phúc đây, liền vội vàng xoay người bỏ trốn. Hoa hồ điêu truy đuổi không được, Diệp Phúc cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Nguyên thần ký thác thuật của hắn dù sao cũng không bằng được thuật tế luyện yêu thú, kém xa xa với thiên ma nguyên hóa chân kinh. Nếu là hắn có thể học được thiên ma nguyên hóa chân kinh, tế luyện yêu thú giống như vu bảo vậy, thuận buồm xuôi gió vô cùng.
Bách Khoa Cung Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh đích xác có chỗ độc đáo. Nếu có thể học được phương pháp tế luyện yêu thú trong đấy, những người này căn bản không phải đối thủ của ta rồi. Tiểu tử, Huyết Thần Bảo ta nhớ kỹ ngươi, lão phu ngày khác thể huyết tẩy Vân Môn Sơn, chó gà cũng không tha. Lão giả kia bay ra ngoài 100 mét, quay đầu lại lạnh lùng mà nói: Sao, muốn chết ư? Diệp Phúc nhấn mày, hơn 10 đầu giao long rít gào từ trong cơ thể lao ra, chúng dương nanh múa vuốt lao tới lão giả kia, trong nháy mắt đã tới trước mặt của lão. Vô pháp của hắn tốc độ còn nhanh hơn thân pháp của lão giả kia nhiều, hơn 10 đầu giao long bay vút lên vây quanh lấy lão giả kia lại, chen chúc mà đánh tới. Đây là Diệp Phúc dựa trên thanh giao kiểu kích mà khai sáng ra vô pháp mới quần giao loạn vũ. Lão giả kia gầm lên liên tục, tế khởi lồng nguyên khí gắt gao ngăn cản một thức vô pháp này của Diệp Phúc. Từng đầu giao long màu lam ngang nhiên đánh lên cái lồng nguyên khí của hắn, gần như trong nháy mắt này làm cho lồng nguyên khí của hắn bị nổ nát. Lão giả kia ra sức chống cự, chỉ thấy hơn 10 đầu giao long màu lam này cổ móc vào nhau nhô lên cao, hóa thành song giao tiễn liên tục cắt về phía lão. Lão chỉ kịp chống đỡ được mấy cái cắt ở phía trước, những song giao tiễn ở phía sau lại không thể chống đỡ được, lúc này bị cắt làm vô số mảnh, chết không thể chết hơn. Từng đầu giao long lần lượt chui vào đan điền của Diệp Phúc, hắn cười lạnh một tiếng, đem di vật của lão giả này thu hồi lại. Những lão giả này bị hắn xử lý, ngọc lâu huyết thể tiêu tan, đồ trong ngọc lâu cũng rơi rụng xuống mặt đất cả. Tuy nhiên, năm người này là nô tài của Huyết Thần Bảo, không có bảo vật cấp vô bảo, chỉ có một vài vũ binh, khoáng thạch cùng vàng bạc. Diệp Phúc thu lại mấy thứ này, trong đó làm cho người ta phải chú mục nhất chính là bộ vũ binh gồm 24 thanh loan đao tạo thành kia. Bộ vũ binh này uy lực thật lớn, hình thành một đại sát trận sát phạt, uy lực gần với vũ bảo, tên là Đao Nguyệt Đại Trận. Nó đã từng vây khốn được Diệp Phúc, không thể thoát thân, cũng may hắn quyết định thật nhanh thả ra đầu hùng bi, đánh chết chủ nhân của vũ binh, lúc này mới có thể thoát vây mà ra. Trong thu hoạch của hắn không ngờ còn có mấy cuốn kinh thư. Diệp Phúc đại khái lật xem một lần, phần nhiều chính là pháp môn tu luyện của mấy lão giả kia, trong đó bao gồm pháp môn sử dụng Đao Nguyệt Đại Trận. Hắn lập tức nhét vào bên trong ngọc lâu. Đột nhiên ánh mắt của hắn hơi ngưng trọng, chú ý tới một quyển kinh thư ở trong đó, chỉ thấy trên mặt viết ba chữ Huyết Thần Kinh. Diệp Phúc lật xem một lần, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bản Huyết Thần Kinh này nội dung quả là kinh thế hãi tục, quả thực là một quyển bảo điển chủ sát phạt. Tu luyện Huyết Thần Kinh nguyên khí chân nguyên hóa thành huyết ảnh, chỉ cần dính vào trên người vũ sĩ lập tức hút khô tinh khí của đối phương, mỗi lần cắn nuốt tinh khí của người, tu vi bản thân cũng tăng trưởng lên vô cùng khủng bố. Tu luyện môn công pháp này sẽ trở nên khát máu như mệnh, gần như không thể khống chế được sát khí. Hơn nữa, Huyết Thần Kinh nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm liền tương đương với bất tử chi thân, cho dù thân thể bị người phá hủy, chỉ cần có thể chạy ra một đạo huyết ảnh bám lên trên người vũ sĩ khác chiếm cứ lấy thân thể liền không chết được. Huyết Thần Kinh và Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp của Phương Thần có hiệu quả gần như nhau, tuy nhiên so với Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp thì tinh diệu hơn rất nhiều, càng làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Bản Huyết Thần Kinh trong tay của hắn chỉ có 2 tầng, đầu tiên nhiều nhất có thể làm cho người ta tu luyện tới tam chân cảnh là không tiếp tục được nữa. Bởi vậy tâm pháp này uy lực rất mạnh, nhưng Diệp Phúc cũng không để ở trong lòng. Không có tâm pháp phần sau của Huyết Thần Kinh, có mạnh như thế nào cũng không thể bằng được Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật cùng Cửu Chuyển Nguyên Công mà hắn đang tu luyện. Lần sau gặp lại Phương Thần, đưa bản Huyết Thần Kinh này cho giao cho hắn, nó không chừng là có ích với hắn ta. Diệp Phúc thu hồi Huyết Thần Kinh lại, lập tức xoay người lên ngựa. Quá. Hoa Hồ Điêu nhảy lên vai của hắn kêu lên mấy tiếng. Tiểu tử này không ngờ còn chưa quên lợi ích của mình kìa. Diệp Phúc diệt trừ được cường địch, trong lòng vui sướng, lấy ra kịch độc Thu Hoa Đan mà mình luyện chế ra, ước chừng có hơn 20 miếng, đưa hết thảy cho nó. Hoa Hồ Điêu ăn tới no bụng, còn có mấy miếng đan dược thật sự ăn không hết, nó cất vào trong cái túi trước ngực, làm cho căng phồng lên, vui vẻ trở về Liên Hoa Phong đi tìm Tô Kiều Kiều. Bách Khoa Cung Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh thật sự làm cho người ta trông thấy phải thèm mà. Diệp Phúc lắc lắc đầu trở về Vân Môn Sơn, đợi khi tới Tử Trúc Phong, hắn triệu tập đệ tử, đem chuyện tình ở Vu Hồn Giới nói một lần. Phân đà Vân Môn Sơn ta tư chất còn thấp, đệ tử cũng không có nhiều, lần này đi Vu Hồn Giới ta tự mình đi thôi. Đám người Thạch Trường Thanh biến sắc mặt, thất thanh nói: Sử thúc, trong Vu Hồn Giới nguy hiểm rất lớn, cũng không phải là địa phương đơn giản như là tưởng tượng. Nếu muốn đi mà nói, tốt nhất là để đám người Tiêu Nguyệt, Điển Quân đi theo ngài. Diệp Phúc từng nghe Lương Vương nói trong Vu Hồn Giới rất nguy hiểm, lại không biết nguyên nhân ở trong đó, hắn hỏi: Trường Thanh, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe xem nào. Thạch Trường Thanh sắc mặt nghiêm trọng,
hắn lên tiếng. Vu hồn giới là do vu sĩ tu vi bí hiểm, sau khi chết đi ngọc lâu sụp đổ, thế nhưng không gian trong ngọc lâu lại không hề sụp đổ, bởi vậy mới hình thành ra một thế giới kỳ lạ tương đương với phần mộ của chủ nhân ngọc lâu. Người này tu vi kinh thiên động địa, có thể nói là đại vi đại vu, so với giáo chủ ta thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có thể nói là thông thiên địa tinh tạo hóa. Bọn họ trước khi chết thường thường bắt giữ yêu thú tống vào trong không gian ngọc lâu của mình, tùy ý để cho yêu thú sinh sôi nảy nở, dùng để bảo hộ phần mộ của mình. Sau khi chết, không gian ngọc lâu trở thành vu hồn giới vô cùng rộng lớn, tẩm bổ cho vạn vật, yêu ma lan lộn mà sống, quả thực chính là một thế giới nhỏ. Hơn nữa vu hồn giới cũng có quy luật của mình, chỉ có vu sĩ tam nguyên cảnh mới có thể tiến vào được. Sư thúc, vu sĩ tam nguyên cảnh nếu gặp được một đám đại yêu tam chân cảnh, ngài nói sẽ chết thảm như thế nào đây? Thạch Trường Thanh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: không chỉ có thể như thế, nơi này năm đó đại vu tu luyện nguyên thai, hấp thu sát khí rèn luyện nguyên thai, khiến cho nơi này đạt tới thuần dương chi địa. Sau khi bọn họ chết, sát khí này sẽ tràn ngập trong vu hồn giới. Loại sát khí này dễ dàng đánh rơi một cao thủ tam chân cảnh đỉnh cao. Tam nguyên cảnh vu sĩ gặp được sát khí này chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Phúc nghe tới đó cũng không khỏi có chút do dự. Hắn không từng nghĩ tới vu hồn giới lại hung hiểm như vậy. Thạch Trường Thanh nói tiếp: sư thúc, vu hồn giới là mộ của đại vu, nguy hiểm rất mạnh, đệ tử không thể tiến vào trong đó được. Tốt nhất vẫn là để đám người Tiêu Nguyệt đi theo bảo vệ người. Diệp Phúc nghe tới đó lắc đầu nói: ta là đà chủ của Vân Môn Sơn này, tuy vậy chỉ có 10 người, đám người Tiêu Nguyệt đi theo ta thì Vân Môn Sơn biến thành khoảng không rồi. Lần này vu hồn giới vẫn là một mình ta tiến tới, các người hết thảy ở chỗ này. Nếu cao thủ Quỷ Vương Tông hay Huyết Thần Bảo tới tìm, các người ngăn được thì ngăn, không ngăn được thì tới Bách Khoa Cung tránh né. Hắn đã làm ra quyết định, đám người Thạch Trường Thanh không dám khuyên bảo. Vu hồn giới tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng là nơi đại kỳ ngộ, nếu có thể từ bên trong còn sống đi ra, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa có thể lấy được của cải do chủ nhân vu hồn giới lưu lại. Diệp Phúc cho mọi người giải tán, khoanh chân ngồi vào trong phòng tu luyện, lặng lặng suy tư, sửa sang lại ngọc lâu của mình một lần. Trước mắt hắn tu luyện công pháp phân biệt là Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật và Kiểu Chuyển Nguyên Công. Vu pháp là Thanh Giao Kiểu Kích, vu binh cũng không chỉ có một kiện, thậm chí còn có vu bảo không trọn vẹn là Uyên Ương Long Phượng Đỉnh cùng Thần Mộc Vương Đỉnh. Nhưng chân chính có thể lấy ra dùng vẫn là 24 kiện loan đao mà hắn thu được trong tay lão giả Huyết Thần Bảo. Những loan đao này tạo thành một trận pháp tên là Đạo Nguyệt Đại Trận, uy lực rất mạnh, gần với vu bảo. Về phần Ngũ Độc Kinh Bảo Điển, trấn phái của Ngũ Độc Giáo, Diệp Phúc ngược lại tu luyện không nhiều, chỉ tế luyện một trích huyết tàm bốn cánh, có chút không thích hợp với thân phận đà chủ Ngũ Độc Giáo của hắn. Trong tay hắn còn có hai quả Thú Hoa Đan luyện chế từ tinh hồn của hai đại yêu quái Hạo Nguyệt Kỳ. Quả đan dược này là thủ đoạn bảo mệnh của hắn, không thể dễ dàng vận dụng được. Mà Thú Hoa Đan khác hắn luyện chế thành công cũng chỉ có 12 miếng, nếu có thể vận dụng thích đáng liền có thể gia tăng cơ hội bảo mệnh rất nhiều. Hiện giờ chỉ còn cách 3 ngày nữa vô hồn giới mở ra thôi, 3 ngày để cao thực lực của mình lên một bậc chỉ sợ không có khả năng này. Hiện giờ ta chỉ có thể làm được là nâng cao uy lực của huyết tàm bốn cánh. Hắn nghĩ tới đây lập tức tới khởi ngọc lâu, đi thẳng vào trong ngọc lâu. Hùng Bi đã đào tạo ra được mấy trăm cây bích huyết kim liên, nửa mẫu kim liên như lung lay trong gió vậy. Loại hoa liên này so với hoa liên khác thì rất khác thường, nó sinh trưởng bên trong ruộng cạn, chỉ có linh điền mới có thể nuôi dưỡng. Hơn nữa cành lá của nó màu vàng ròng, mà hoa sen lại màu lục, thúy hoa kim điệp tương đối quái dị. Bích huyết kim liên là độc thảo dược, ẩn chứa linh khí và kịch độc, độc tính mãnh liệt, linh khí hoàn toàn, đem độc tính trung hòa. Đây là một loại chân phẩm khó có gặp. Hùng Bi gieo trồng loại linh dược này chính là vì nâng cao tu vi của mình. Tuy nhiên loại linh dược này có tác dụng lớn nhất vẫn là để nuôi huyết tàm bốn cánh. Nó có thể làm cho huyết tàm bốn cánh tiến hóa thành kim tàm bốn cánh. Diệp Phúc lúc này tế ra huyết tàm bốn cánh, bổ nhào vào trong dược điền, ôm lấy một gốc cây bích huyết kim liên mà gặm xuống. Một gốc cây bích huyết kim liên trong chớp mắt bị cổ trùng này nuốt vào trong bụng, trên người nó nồng đậm màu máu, lập tức đánh tới một cây kim liên khác. Hùng Bi đứng ở bên cạnh đau đớn vạn phần kêu lên: ăn từ từ một chút, cẩn thận lại nghen. Nhất thiết phải nhớ bích huyết kim liên này Hùng lão gia cũng có ba thành kìa, người nếu ăn hết lão gia ta liều mạng với ngươi. Thời gian một nén nhang trôi đi, huyết tàm bốn cánh đã nuốt đi 7 thành bích huyết kim liên. Sau khi nuốt vào, nó kêu lên xèo xèo mấy tiếng, miệng phụt ra tơ tàm màu vàng bao vây mình thành một cái kén lớn, dừng lại ở trên không trung. Cổ trùng này ăn luôn mấy trăm cây bích huyết kim liên, rốt cuộc cũng hướng tới kim tàm bốn cánh mà tiến hóa, còn cần mấy ngày mới có thể hoàn toàn tiến hóa được.
nếu nó tiến hóa thành kim tàm, tương đương với một kiện vu bảo, cho dù là tam nguyên cảnh vu sĩ cũng có thể sử dụng, không hề e ngại chân hỏa của vu sĩ tam chân cảnh. Diệp Phúc thấy huyết tàm bốn cánh rốt cục cũng bắt đầu tiến hóa, trong lòng vui vẻ cười nói: Bá Thiên huynh, ta gần đây mấy ngày còn muốn dùng ngọc lâu, chỉ sợ không thể mang theo ngươi được. Bá Thiên huynh có thể nghỉ ngơi vài ngày được không? Đầu hùng yêu kia mặt mày hớn hở, vội vàng đem linh dược thu lấy ba thành rồi kêu lên: Lão gia ta cũng đang muốn ăn đám dược tài này, tấn công hạo nguyệt kỳ. Tiểu tử, chờ ngươi trở về, chúng ta tái đấu một hồi. Gieo trồng linh dược trong ngọc lâu của Diệp Phúc khiến hắn ngắn ngủi một tháng đã có thể đào tạo ra số dược tài vượt qua sản lượng của mười mấy năm rồi. Chỉ cần dược tài này hắn được phân chia ba thành cũng không phải nhỏ chút nào, không sai biệt lắm có thể làm cho đầu hùng yêu này tu luyện tới hạo nguyệt kỳ. Nếu có thể đem can giải dao cùng đầu hắc hùng này vào trong vu hồn giới, vậy vô địch rồi. Diệp Phúc trong lòng thở dài một tiếng, dù sao hắn cũng không hiểu được thiên ma nguyên hóa chân kinh. Nếu hiểu được tâm pháp này, tế luyện can giải dao cùng hùng bi trở thành vu bảo, liền có thể mang vào trong vu hồn giới đại sát tứ phương. Diệp Phúc lại khổ tu 2 ngày, tiếp tục mài giũa cửu chuyển nguyên công của mình. Môn tâm pháp này cần lượng lớn nguyên khí, hắn cần cù khổ tu cửu chuyển nguyên công, cảnh giới ngũ trọng giống như đổ mãi không đầy vậy, không ngừng cắn nuốt nguyên khí của hắn, không có chừng mực. Khó trách tổ tiên Diệp gia không thể tiếp tục tu luyện được nữa, nếu không phải ta có Chu Thiên tinh đấu luyện kỹ thuật, chỉ sợ cũng phải chuẩn bước với tâm pháp này rồi. Tới ngày thứ 3, Diệp Phúc rốt cuộc cũng khởi hành đi mã đạp hồ. Hắn không có mang theo can giải dao mà là đi bộ, bước chân cực kỳ mau lẹ, không kém Tuấn Mã chút nào. Bôn tẩu liên tục 2 canh giờ, hắn đi tới một gò đất màu xanh, phía trước là mã đạp hồ. Chỉ thấy những bờ ruộng giao thoa với nhau, cấu thành mặt hồ chi chít, đường đi như mạng nhện vậy. Nơi này từng là Thanh Khâu cổ quốc, nghe nói là quốc gia được thượng cổ yêu tộc thành lập, một thời hưng thịnh. Sau này Thanh Khâu cổ quốc bị diệt, nhân tộc mới dần dần hưng thịnh. Tuy nhiên, vết tích ở nơi đây là vẫn còn. Diệp Phúc đi tới bên hồ, xa xa chỉ thấy ở giữa mặt hồ có một ngọn núi cong, bị những thủy đạo thông suốt bao quanh. Ngọn núi này chính là một tòa băng sơn, chiều cao trên 1000m, đỉnh núi tồn tại một vài tòa cổ tháp, ngoại trừ đó ra cũng không còn vật gì khác. Làm cho người ta phải tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ, lúc này thời tiết tuy rằng không nóng, nhưng cũng chưa tới mùa đông khắc nghiệt. Trong hồ không ngờ lại có một tòa băng sơn, hàng năm không tan đi, đích xác làm cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Chân núi trên mặt hồ lơ lửng một đóa hoa sen màu phấn hồng cực lớn, phạm vi tới hơn 10 mẫu. Diệp Phúc lập tức biết được nơi đó là nơi ở của Bách Hoa Cung Chủ. Bên cạnh lại truyền tới từng đạo khí tức khó hiểu nhưng khủng bố. Bên cạnh hoa sen là một mảnh huyết hồ, giống như thuần túy dùng máu tươi đổ xuống mặt hồ vậy. Bên cạnh phiến huyết vân này cũng là một mảnh quỷ xương, quang cảnh thảm đạm. Chỉ thấy một đầu quỷ vương mặt mũi hung tợn đang đi lại bên trong đấy. Còn có một mảnh lụa mỏng tử la bay trên không trung, bao phủ phạm vi hơn 10 mẫu, đối kháng với huyết hồ cùng với quỷ xương. Cách đó không xa lại có một mặt đại kỳ màu xanh đang lơ lửng trên không trung, ước chừng có tới 3 đến 50 mẫu, đón gió lay động bay phất phới. Trên mặt cửa kia chẳng có gì ngoài một ngôi sao màu bạch kim to lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động bên trong đại kỳ, tản ra sát khí sát phạt vô cùng vô tận. Đồng thời ngôi sao này còn không ngừng hút ra một đạo chu thiên tinh lực, cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong. Diệp Phúc nao nao, hắn có thể cảm giác được ngôi sao này lấy đi thất sát tinh trong tử vi tinh đấu, cũng không giống hắn tu luyện chu thiên tinh đấu luyện kỹ thuật, tiểu chu thiên phát ra tất cả mọi vật đều cắn nuốt được. Đại kỳ màu xanh này là vu bảo do thất sát cung cung chủ luyện chế ra, chủ tu thất sát tinh lực. Diệp Phúc ánh mắt chớp động thầm nghĩ, bên trong tử vi tinh đấu có 24 ngôi sao, thất sát chỉ là một trong số đó mà thôi, mà tiểu chu thiên thì có tới 72 tinh đấu, bao gồm cả tử vi tinh đấu. Thất sát cung cung chủ chỉ tu luyện thất sát tinh lực liền có thành tựu cao như vậy rồi, có thể khai tông lập phái. Điều này chẳng phải nói tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp của ta còn phải tốt hơn nhiều so với tâm pháp chấn phái của thất sát cung hay sao? Trong lòng của hắn cực kỳ khiếp sợ, thất sát cung chủ và bách khoa cung chủ là hai nhân vật hùng tài đại lược, tu vi của họ sâu không lường được, thế mà tâm pháp của mình lại tốt hơn tâm pháp của bọn họ rất nhiều. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta lưu lưỡi, kích động, khó thể giữ mình. Diệp Phúc đạp sóng mà đi, thẳng tới ngọn núi. Đợi khi tới được chân núi băng, chỉ thấy nơi này đã tụ tập mấy trăm danh vu sĩ, còn có người ở nơi khác đang không ngừng kéo tới. Diệp lão đệ, bên này. Lương Vương phất tay với Diệp Phúc, lập tức làm cho ánh mắt nhiều người dừng trên người Diệp Phúc. Ồ, vị này chính là đà chủ Vân Môn Sơn của Ngũ Độc Giáo ư? Không ít người đang đánh giá Diệp Phúc, trong lòng kinh ngạc vạn phần, thầm nhủ.
Nghe nói hắn náo động Thanh Châu, hiện giờ lại nắm giữ phân đà Thanh Châu của Ngũ Độc Giáo. Tuổi trẻ như vậy mà đã có địa vị cao, có thể ngồi cùng chỗ với những cung chủ, tông chủ kia rồi. Nghe nói người này lòng lang dạ sói, ngay cả người của Quỷ Vương Tông cũng bị giết mất vài người. Ta nguyên tưởng hắn là một thanh niên trai tráng, râu cây nón rậm rạp, thật không ngờ lại là trẻ tuổi như vậy. Tu vi của hắn không ngờ chỉ đạt tới Cố Nguyên Kỳ, tu vi yếu nhược như vậy có thể chống lại Thanh Châu bát đại thế gia, Vũ Sĩ Thanh Châu cũng quá rắc rưởi rồi. Thiếu chủ Huyết Thần Bảo La Tu trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang hung tợn, nhìn thẳng vào Diệp Phúc, sắc mặt đâm tình bất định, thầm nghĩ: tiểu tử này không ngờ không chết, năm lão mộc dưới tay ta mỗi người đều là cao thủ chân nguyên kỳ, làm sao không xử trí được hắn đây? Tới cùng là ai ra tay cứu tiểu tử này đi? Chẳng lẽ là người của Bách Khoa Cung sao? Hắn bị một quyền của Diệp Phúc nện vào mặt, bay thẳng xuống núi, thể diện mất hết, cho nên hận Diệp Phúc tới tận xương tủy, trong lòng tràn ngập sát khí. Môn hạ của Quỷ Vương Tông cũng có không ít ánh mắt hướng tới Diệp Phúc, thậm chí ngay cả Quỷ Vương Tông tông chủ Sài Tuyên cũng lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phúc. Ánh mắt của hắn như ngưng thực dừng ở trên người Diệp Phúc, trong nháy mắt một cú áp lực khiến cho hắn không thể thở dốc được. Một tiểu bối, ngay cả đệ tử Quỷ Vương Tông ta cũng dám giết ư? Thậm chí lão quái vật Lệ Thượng Dương kia cũng vì vậy mà giết lên trên Quỷ Vương Tông ta, khiến cho mặt mũi Quỷ Vương Tông ta mất sạch. Tiểu tử này đáng chết mà. Diệp Phúc đi tới bên người Lương Vương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác được hơn 10 ánh mắt xích lõa tràn ngập sát khí. Hắn không chút nghi ngờ việc nếu Bách Khoa Cung chủ không có ở trong này thì ngay lập tức hắn sẽ bị người đánh thành cặn bã. Người như Quỷ Vương Tông tông chủ là cự phách trong ma đạo, khai tông lập phái, hùng bá một phương. Hắn trở thành vu sĩ mới có mấy tháng, so sánh với nhân vật cự phách như vậy, chênh lệch như một cái lệch trời vậy, không thể vượt qua được. Tuy nhiên Diệp Phúc cũng có tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian vừa đủ, hắn tuyệt đối sẽ cố gắng đuổi theo ma đạo cự phách này, thậm chí còn siêu việt hơn bọn họ, giẫm nát trên đầu bọn họ, dùng ánh mắt nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Đây là do Tiểu Chu Thiên tinh đấu vi trần cấm pháp của hắn cho hắn niềm tin, môn tâm pháp này tuyệt đối còn hơn gấp trăm lần Tản Thiên cấm pháp Bách Quỷ Kim Cương của Bách Quỷ Tông. Diệp lão đệ, ngươi quả nhiên rất cao tay, thật không ngờ có thể chạy thoát khỏi tay năm lão bộc của Huyết Thần Bảo thiếu chủ. Lương Vương giơ ngón tay cái lên cười nói. Diệp Phúc khiêm tốn lên tiếng: may mắn mà thôi. Lương Vương cười ha hả, giới thiệu 19 thanh niên phía sau lưng hắn. Mấy tiểu tử này đều là tài năng tuấn kiệt của Thanh Châu ta, bọn họ tiến vào trong vua hồn giới còn xin Diệp lão đệ chiếu cố nhiều hơn. Bách Khoa Cung chủ phân cho Thanh Châu thế gia 10 danh ngạch, Diệp Phúc lại bỏ thêm 9 danh ngạch. Thanh Châu bắt đại thế gia mỗi nhà 2 danh ngạch, lại còn có thêm 3 danh ngạch đương nhiên Lương Vương phủ độc chiếm. Lương Vương giới thiệu những người này cho Diệp Phúc là có ý tứ, vua hồn giới nguy hiểm rất cao, hy vọng Diệp Phúc có thể giúp đỡ bọn họ một phen. Sao, để cho hắn chiếu cố chúng ta sao? Một thanh niên trong đó cười lạnh, khinh miệt liếc mắt nhìn Diệp Phúc một cái nói: một Cố Nguyên Kỳ vô sĩ chỉ sợ vừa mới tiến vào vô hồn giới, chúng ta phải chiếu cố ngược lại cho hắn mới phải. Lại có một thanh niên cười ngạo nghễ nói: võ mỗ không chiếu cố phế vật, muốn sống bằng bản lĩnh chính mình đi, đừng có eo lả như đàn bà, cầu người bảo hộ. Lương Vương sắc mặt khẽ biến, đang muốn mở miệng quát lớn, Diệp Phúc mỉm cười nói: ngươi là ai? Thanh niên kiêu căng kia nói: võ gia Võ Sơn Minh hiện giờ đã là tu luyện tới dung nguyên bất phẩm. Diệp đà chủ, người lúc trước đại náo Thanh Châu, may là ta không có ở nhà, nếu không... lớn mật. Diệp Phúc sắc mặt chuyển lạnh, khiển trách mà nói: võ gia gia chủ của các ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói như vậy. Lúc trước ở Thanh Châu, hai tay của hắn bị ta vặn gãy, nếu không có phải có Bách Khoa Cung chủ ngăn trở, ta đã chém chết hắn rồi. Người có cái thân phận gì mà cũng dám dõng dạc như thế trước mặt ta đây? Võ Sơn Minh đỏ mặt, đang lúc tức giận, Lương Vương đã tát cho hắn một cái, phẫn nộ quát lên: khốn kiếp, võ gia các ngươi hai danh ngạch, một là Bách Khoa Cung chủ tặng, một cái là Diệp Thúc Thúc ngươi cấp cho. Nếu không phải Diệp Thúc Thúc ngươi thiện tâm, ngươi có thể đứng ở chỗ này hay sao? Đừng có nói lời vô nghĩa, nếu không ta đuổi ngươi về nhà, xem mấy lão già nhà ngươi xử lý ngươi thế nào. Võ Sơn Minh không dám cãi lại, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phúc một cái, lui lại trong đám người. Diệp lão đệ, ngươi là thúc thúc của bọn chúng, chấp nhặt với đám tiểu bối làm cái gì? Lương Vương cười nói. Diệp Phúc thầm than một tiếng, biết rằng tuy mình đã đánh cho đám vô sĩ Thanh Châu mặt mày dám cho, nhưng dù sao cũng là mượn uy lực của Bạo Viên Đan, tu vi của mình còn thấp, vô sĩ Thanh Châu cũng không phục mình. Thậm chí ngay cả Lương Vương đối với mình kính cẩn có lễ cũng là vì Thiên Hương Tục Mệnh Đan. Kỳ thực hắn vẫn còn hoài nghi thực lực chân thật của Diệp Phúc.
cảnh giới thấp, thực lực chưa chắc đã thấp. Lấy thực lực của ta trước mắt, đám đệ tử thế gia này căn bản là không thèm nhìn. Chỉ có đệ tử tinh anh trong môn phái mới là kình địch của ta. Mấy vị tông chủ, môn chủ, bảo chủ liếc nhau gật đầu. Đột nhiên trên đỉnh đầu Thất Sắt Cung cung chủ Hàn Đông Dương, đại kỳ màu xanh phần phật triển khai. Thất Sắt Tinh ở giữa mặt cờ gào thét, từ trong đại kỳ lao ra, hướng thẳng tới băng sơn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 124 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.